Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bản tin bóng đá chuyển nhượng ngày 7/11, MU và Tottenham đàm phán với Onana. Onana trở thành một trong những thủ môn hàng đầu của châu Âu sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Ajax Amsterdam ở chiến dịch Champions League mùa giải trước. Ngoài việc giúp đội bóng thủ đô Hà Lan giành cú đúp danh hiệu quốc nội, Onana đóng vai trò quan trọng giúp Ajax Amsterdam vào tới bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, trong đó lần lượt đánh bại Tottenham, Real hay Juventus. Những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước cùng với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ đã giúp Onana nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có MU, Tottenham hay PSG. Theo tờ The Telegraph, cả ba câu lạc bộ đều để mắt tới thủ thành 23 tuổi và đã có những cuộc hội đàm với người đại diện Albert Botines về một thỏa thuận tiềm năng. Ấn phẩm Hà Lan cho hay Ajax muốn một khoản phí chuyển nhượng vào khoảng 34-43 triệu bảng dành cho thủ thành trưởng thành từ lò La Masia của Barca trước khi chuyển sang khoác áo Ajax năm 2015. Hợp đồng hiện tại của Onana với Ajax còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Nhưng trước sự đeo bám của những đội bóng hàng đầu châu Âu, sẽ không dễ để nhà vô địch Hà Lan có thể giữ chân thành công thủ thành người Cameroon. Barca có thể sa thải Van Verde vào tháng 12. Đầu loạt báo giới Tây Ban Nha đưa tin, bà lãnh đạo Barcelona đang nghiêm túc cân nhắc việc sa thải Van Verde trong vòng tháng tới. Ưu tiên hàng đầu của Barca là Pep Guardiola và Mauricio Pochettino, nhưng cả hai tiền đạo cầm quân này đều đang có công việc ổn định. Vì vậy phương án tính tới là Marcelo Gallardo, người đang dẫn dắt River Plate, mặc dù hợp đồng với câu lạc bộ Argentina đến tận năm 2021, như lời mời từ Barca là quá hấp dẫn dành cho cựu danh thủ này. Hơn nữa, tờ Mundo Deportivo cho biết Gallardo còn có mối quan hệ tốt đẹp với Messi. Một lựa chọn khác của Barca là Ronald Koeman, người đang dẫn dắt đội tuyển Hà Lan và là một huyền thoại từng rất thành công trong máu đội bóng Catalan dưới triều đại của Johan Cruyff. MU đang xem xét việc mua lại Dry McNeil. Sự tiến bộ của Dry McNeil trong một năm qua đã khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc đưa anh trở lại Old Trafford trong tương lai. Cần biết cầu thủ trẻ người Anh từng là học viên của lò đào tạo trẻ Quỷ Đỏ trước khi phải khăn gói ra đi cách đây 5 năm vì không đạt yêu cầu. Nói về quá khứ bị MU ruồng bỏ, McNeil đã cho biết: "Khá nực cười vì lý do họ tống cổ tôi là do khả năng sút phạt của tôi không được tốt. Tôi khá tức giận khi thời điểm đó tôi vẫn còn phải đi học, mới 14 tuổi mà thôi. Tuy nhiên chấp nhận những gì đã xảy ra, tôi vẫn là một cổ động viên của MU và sẽ luôn như vậy." Hiện tại, để có thể giành được sự phục vụ của Dry McNeil, mức giá Quỷ Đỏ cần phải chuẩn bị được cho là vào khoảng 35 triệu bảng. Upamecano đang muốn ra đi. Thời gian gần đây thì xuất hiện rất nhiều thông tin tiết lộ Arsenal đã sang Bundesliga tìm kiếm nhân sự. Cụ thể hơn, Á quân Europa League đã dành sự quan tâm đến Dayot Upamecano của Leipzig. Trung vệ người Pháp chính là trụ cột của sân Red Bull Arena trong vài mùa giải gần đây. Tiềm năng của cầu thủ này được đánh giá rất lớn và anh đủ khả năng trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng nơi Upamecano nên Leipzig dự tính ra hợp đồng. Hiện tại trung vệ 21 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng với Leipzig vào mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, nguồn tin từ Sportbuy xác nhận cầu thủ người Pháp không có ý định ký kết giao kèo và sẵn sàng ra đi vào mùa hè năm sau. Khi đó mức phí giải phóng hợp đồng của anh là 80 triệu euro. Đây là thông tin Arsenal cần phải lưu ý. Ngoài Arsenal thì Barcelona được cho là câu lạc bộ tiếp theo muốn có hòn đá tảng người Pháp. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.